Hôm nay mình quay chia sẻ một số vấn đề về kỹ thuật cây bonsai, về phân thuốc các loại. Thì đối với cây mini thì cây linh sam nó rất là dễ nuôi nha anh chị mình ha. Cây linh sam rất dễ nuôi. Cây như siêu bông nè. Như cây này là cây mai chiếu thủy. Đây. Cây mai chiếu thủy này là lá tùng ha. Khi mà anh chị mình á, cái điểm khó của nuôi á thì khi mà mình tưới nước á thì mình sẽ có cái hũ, có cái hũ nè, nó khi mình tưới mình ngâm như vậy nè, ướt xong rồi cái mình mới lấy lên. Thì cái cây mà khi mà cái cây mini của anh chị mình nuôi á, không có bị khô nước, tại vì cái cây mini á gia đình mình tưới một ngày cũng khoảng 2 lần chứ không ít đâu ha, 1 tới 2 lần nó mau khô lắm. Mình vừa xịt thuốc gốc đồng, xịt thuốc gốc đồng đây linh sam 86. Hôm nay mình cũng có bị nhiễm dương tính covid cho nên là tiếng nói hay là nó không có bình thường ha. Anh chị mình thông cảm. Mấy ngày nay thì không có ship được. Do bưu điện cũng giới hạn đơn hàng á, thì dưới nửa mét là bưu điện nhận, còn đơn hàng cái thùng mà tên nửa mét thì bưu điện không nhận, cho nên là số anh chị mình đặt đơn hàng cây giống hay là cây giống linh sam hay là dụng cụ quay chậu thì bên em ship được, còn cây giống linh sam thì tạm ngưng, tại vì đơn hàng dài. Đối với những cái cây mà mai như thế này đây, nó dài dài thì nói chung là tên nửa mét thì bưu điện nó không nhận ha. Cho nên mình thông báo với anh chị mình ở xa hoan hỷ giùm em. Thì đối với dòng mai chiếu thủy á, ví dụ như những cây này mình nuôi nè, nó cũng sung tốt. Thì dễ lắm, ở trong Nam mình á thì tưới, thứ nhất là tưới đầy đủ nước. Tưới giùm em. Đầy đủ nước rồi tưới đầy đủ nước mini mà. Không, linh sam 86 thì có số bạn nó là khó nuôi lắm, thì mình nuôi vẫn bình thường nha anh chị mình ha. Những cây này nuôi vẫn bình thường, mình tưới nước, mình bón phân hữu cơ thôi, nhưng mà phân hữu cơ cũng không đủ, mình pha loãng ra. Thì trước khi xịt nước bón phân thì đại gia đình mình nên tưới nước ướt trước, rồi xong mình pha phân mình tưới. Ví dụ như mình mua M3N là nó là dạng dạng phân mà có rễ hay là không rễ cũng tưới, nó dễ lắm. Xịt đây, nhưng mấy cái này mình nuôi cũng rất là xanh. Linh sam thì thuần chậu như thế này đây nó dễ sống lắm. Thì mình có bán cây giống nha. Thì hiện nay mình có bán cây giống là linh sam 86 nè, linh sam siêu bông nè. 86 là giống này, siêu bông là cái lá đằng kia. Cây giống mình bán là 17 ngàn bầu. Đơn hàng 50 cây thì bên em bao ship. Dưới 50 cây thì bên em không bao ship. Thường thường phí nó từ 100 ngàn tới lên nha anh chị mình. Cho nên là anh chị mình mua được 50 cây thì bên em bao ship được cho anh chị mình. Còn ta nếu mà mua tại nhà thì mình bớt. Thì giá cả cây giống thì nó không, nó chuẩn rồi, nó không có dạng như cây. Thì để mình quay số cây của mình sau. Những cây này mình đang chuẩn bị vài bữa nó, nếu mà sức khỏe cải thiện mình sẽ sửa mình làm lại. Hôm nay tược dược đó, nó lên nè, chị mình thấy nuôi cây cũng sung tốt lắm đây. Thấy không, linh sam 86 rồi linh sam siêu bông nè. Thì những cây mini thế này đây mình lưu ý ha, tưới cho đủ nước, ngày tưới 1 tới 2 lần, nếu mà trường hợp mà nó khô á thì mình mới tưới,
Còn nếu mình lưu động nha, ví dụ như bữa nay trời mát thì buổi sáng mình tưới, chiều không khô thôi, khô thì tưới. Vậy đây mình ra quay ra khu sau cho bà con coi ha. Đây mình cũng có hai khu, khu sau là khu cây lớn xíu. Đây khu sau thì linh sam mà size bự như thế này đây nó dễ nuôi lắm. Như vậy thì mình mua phân hóa học, ví dụ như NPK ha, hàm lượng đạm nó cao một xíu, mình pha loãng mình tưới. Còn xịt thì linh sam thì sâu, xịt sâu, ví dụ xịt sâu sinh học. Đây cái này là mai chiếu thủy nè, nuôi cũng vẫn sung tốt ha. Cái lô linh sam này thì mình quay gì nè, chưa giao lưu nha, để dọn đồ sạch sẽ rồi khi nào mà giao lưu mình sẽ quay, mình báo giá từ cây từ cây. Cái lô này nó còn sửa nhiều thứ lắm. Có con lô linh sam siêu bông này mình bứng hôm nay lên nè, nó cho bà con coi. Đây lô này khoảng 500 ngàn cây tới lại ha, cây nó cũng đẹp nè. Hôm nay mình cắt tỉa nó dài lắm, bữa bứng á mình cắt tỉa rồi cái để trong đây nó cũng ra được nè, hôm nay dễ sống lắm. Số bạn ở xa thì cũng sợ, đây mấy cây này nó rễ đẹp lắm nè. Có số nào bạn nào mà có nhu cầu mua á, mà mua show hết thì lại đây ha. Nó cây siêu bông nha, tất cả đều linh sam siêu bông nên mình quay xa cho bà con coi. Không thì mua giá show thì nó có rẻ ha, còn giá lẻ thì khoảng tầm tầm khoảng 500 ngàn cây. Đó là linh sam siêu bông, rất là dễ nuôi luôn. Rồi thì đơn cử là thông báo vậy, thì cây hôm nào mình tứ phân hay cái gì đó mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị mình. Bữa nay mình xịt thuốc gốc đồng ha, thuốc gốc đồng vậy thôi. Mà thuốc gốc đồng anh chị mình lưu ý nha, đối với thuốc gốc đồng thì anh chị mình đừng có pha thêm cái phân thuốc gì hết, nó dễ bị phản ứng á. Khi mà anh chị mình xịt thuốc sâu, thuốc dưỡng thì pha chung được, sâu dưỡng dưỡng rễ pha chung được, còn thuốc gốc đồng thì những thuốc trị bệnh đó thì không nên pha chung với những loại thuốc khác ha. Nếu mà mình chưa hỏi ý kiến của người bán thì mình tự ý mình pha thì nó mất tác dụng của thuốc. Thì số thông báo với anh chị mình do giới hạn bưu điện á, giới hạn bưu điện không có cho ship đơn hàng lớn, cho nên là anh chị mình chờ đợi ha. Nếu mà mua cây bên cây giống bên Úc Vũ thì chờ đợi, có gì hẹn anh chị mình video sau để mình quay tình hình cây giống bên vườn cho anh chị mình coi. Sau đây là mini cây lớn ha.